vừa bước lên ngai, Tổng Tô cho chạm ngay 4 thanh củi, dàn mặt đối thủ. Chiều ngày 3 tháng 8, Tô Lâm điều hành cuộc họp bất thường lần thứ 8 của Trung ương Đảng với tư cách là Tổng Bí Thư. Trước đó một ngày, Tô Lâm đã thành công ép Bộ Chính trị phải chấp nhận để ông chính thức trở thành Tổng Bí Thư kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Mới lên Tổng Bí Thư, ông Tô Lâm đã cho chạm ngay 4 quan chức bao gồm ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng, ông Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang. Như vậy là sau khi ông Trọng qua đời, Tô Lâm vẫn giữ lửa cho lò chống tham nhũng của ông Trọng. Bằng việc này, Tô Lâm thể hiện cho hệ thống báo chí quốc danh tung hô rằng ông là người đốt lò vĩ đại tiếp theo. Giữ lửa cho cái lò của ông Trọng, Tô Lâm đạt được hai mục đích. Thứ nhất, ông có thể dùng lò này tiếp tục triệt hạ những thế lực khác. Thứ nhì, ông có thể tự sơn phết một tấm mặt nạ liêm khiết, chống tham nhũng, không có vùng cấm. Nguồn tin nội bộ cho biết, ông Lê Minh Khái từng ém những thông tin bất lợi với ông Phạm Minh Chính ở Quảng Ninh khi ông nắm chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Việc làm này của ông Khái giúp cho ông Chính có bước nước rút ngoạn mục tại Đại hội Đảng lần thứ 13, trước đối thủ là ông Vương Đình Huệ. Sau màn phối hợp này, Lê Minh Khái được Phạm Minh Chính rút về bên mình làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ở cạnh Phạm Minh Chính, Lê Minh Khái được bảo vệ tốt hơn 3 phó thủ tướng còn lại. Trước đó, ông Trọng tại vị, 3 phó thủ tướng đều bị dụng theo những cách khác nhau. Sang đến thời Tô Lâm thì Lê Minh Khái là một cái tên đầu tiên bị Tô Lâm đưa lên. Chạm Lê Minh Khái, Tô Lâm đã cho gửi một thông điệp rõ ràng với Phạm Minh Chính rằng cái ô của thủ tướng đã không còn đủ sức che chở cho thuộc hạ nữa. Ngoài ông Lê Minh Khái thì ông Nguyễn Xuân Ký cũng là một đàn em của ông Chính. Ông Ký từng là tay hòm chìa khóa cho Bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2013. Đây là giai đoạn mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng gói thầu cung cấp thiết bị y tế với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Hai người còn lại có một người thuộc nhóm Hà Tĩnh, vốn là nhóm mà Tô Lâm đã lên kế hoạch tỉa từng người một. Nhóm này quá đông và quá mạnh khiến Tô Lâm không thể an tâm. Như vậy, tới thời điểm này thì dàn phó thủ tướng của Phạm Minh Chính chọn lựa từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đã không còn một ai cả. Việc các phó tướng quanh ông Chính lần lượt bị thổi bay báo hiệu ghế thủ tướng của ông Chính sẽ đón rất nhiều dông bão trong thời gian tới. Đặc biệt là người được ông Phạm Minh Chính cất nhắc và bảo vệ cũng đã bị Tô Lâm thổi bay. Không biết ông thủ tướng còn đủ sức để bám trụ ghế đến hết nhiệm kỳ hay không. Với vai trò là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam và là người đứng đầu của Ban Bí thư, Tô Lâm đang nắm trong tay những ưu thế tuyệt đối, trong đó có quyền sắp xếp nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Một tay giữ cho lò cháy thật mạnh, tay còn lại thì điều hành việc nhân sự trong Đảng. Cứ đà này, Tô Lâm đã dồn các thế lực khác vào thế co cụm và xây dựng thế lực Hưng Yên trở nên hùng mạnh hơn nữa. Cho đến thời điểm này, thế lực thứ nhì cũng tỏ ra quá lép vế trước Tô Lâm, thì rất khó có thể toàn Đảng có thể làm được gì ông Tổng. Phạm Minh Chính bây giờ cũng chỉ biết tự bảo vệ, tự giữ cho ghế của mình khỏi bị gãy chân, chứ nói gì đến những toan tính xa hơn trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam. Xem ra các thế lực khác nhau đang bất lực trước Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin vừa bước lên ngai, Tổng Tô cho chạm ngay 4 thanh củi, dằn mặt đối thủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô chính thức nắm chức Tổng Bí thư, Lương Cường sẽ đối mặt với đại họa. Lương Cường là người được ông Nguyễn Phú Trọng mang về Ban Bí thư, chấn giữ thành trì này sau khi bà Trương Thị Mai bị ngã ngựa. Đây được xem là nước cờ hay của ông Trọng khi chọn một tướng quân đội thay cho ông điều hành Ban Bí thư, nơi có rất nhiều người được ông Trọng nâng đỡ đang ẩn nấp. Để ông Lương Cường nắm thường trực Ban Bí thư là một lợi thế, tuy nhiên ông Trọng không sống đủ lâu để ông Lương Cường có thể củng cố được thế lực trên cương vị mới này. Ông Trọng chết trong lúc Ban Bí thư chưa thể hồi phục sau khi bị Tô Lâm tấn công cho tàn nát. Vào ngày 3 tháng 8, ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư. Như vậy, từ nay, Tô Lâm không chỉ nắm trong tay Bộ Công an,
mà nắm luôn cả Bộ Quốc phòng với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương. Đồng thời, từ nay Tô Lâm cũng là người lãnh đạo Ban Bí thư, nghĩa là giờ đây Tô Lâm đã làm chủ căn nhà do ông Trọng xây dựng suốt 13 năm để lại. Liệu Tô Lâm sẽ làm gì với căn nhà này đang là câu hỏi được dư luận đặt ra. Lương Cường là một tướng của quân đội. Trước đây, ông Tô Lâm không thể cho công an điều tra, thì bây giờ dù đã nắm trong tay quân đội về mặt đảng, nhưng Tô Lâm muốn điều tra sai phạm của Lương Cường thì cũng cần phải có sự hợp tác của Phan Văn Giang. Nói chung với Lương Cường, Tô Lâm không dễ xử lý như đã từng làm với Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ cũng như Trương Thị Mai. Ngược lại, với Lương Cường, giờ đây đã bị Tô Lâm đè đầu thì khó có cơ hội thăng tiến cho được. Ông Lương Cường và ông Nguyễn Trọng Nghĩa đều là tướng quân đội, được Nguyễn Phú Trọng kéo về gia cố cho Ban Bí thư. Nếu ông Tô Lâm không loại được hai cái gai này, thì quyền lực của ông đối với Ban Bí thư sẽ không thể đạt được như tuyệt đối như ông Trọng. Với cương vị mới, chắc chắn Tô Lâm tiếp tục tính toán những phương án để loại bỏ tàn dư của ông Trọng. Hiện nay trong Ban Bí thư mới chỉ có Nguyễn Duy Ngọc là đệ tử ruột của Tô Lâm, những nhân vật khác đều là người của ông Trọng cả. Vào năm 2019, ông Lương Cường và Tô Lâm cùng được ông Trọng phong hàm đại tướng một lượt. Lúc đó, ông Trọng có ý đưa Lương Cường nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng cuối cùng Lương Cường lại thất bại trước Phan Văn Giang. Ông Lương Cường phải đợi đến 3 năm thì ông Trọng mới có cơ hội để đưa ông tướng này về lại Ban Bí thư thay cho ông Trọng quản lý cơ quan. Hiện nay, Tô Lâm đang đứng trước hai lựa chọn, hoặc là sử dụng lại nhân sự do ông Trọng tuyển chọn và để lại, hoặc loại bỏ dần để thay thế bằng người Hưng Yên. Với bản tính đa nghi, không tin ai ngoài những người có quan hệ họ hàng và đồng hương Hưng Yên, thì xem ra Tô Lâm khó có khả năng sử dụng Lương Cường làm phó tướng cho mình. Khả năng cao Tô Lâm sẽ tìm cách loại Lương Cường khỏi Ban Bí thư, thế nhưng loại bằng cách nào là câu hỏi đang được đặt ra. Hầu hết thành viên của Ban Bí thư hiện nay không phục Tô Lâm. Có thể họ nghe lời Lương Cường hơn là Tô Lâm, bởi chẳng ai xa lạ gì những hành vi phản trắc của Tô Lâm đối với sếp của họ trong thời gian vừa qua. Để bảo những người này tuyệt đối vâng lời là điều gần như không thể. Có thể ngoài mặt họ tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng đằng sau không biết họ toàn tính những gì. Với những nhân sự như vậy, Tô Lâm không bao giờ an tâm ngồi trên chiếc ghế của mình. Hiện nay, Tô Lâm đang nắm giữ cả chức Tổng Bí thư và cả Chủ tịch nước. Nếu nhả chức Chủ tịch nước rồi điều Lương Cường sang ghế hữu danh vô thực này để mà thịt cũng là một cách làm không tồi. Nhưng liệu Tô Lâm với bản chất tham quyền có chịu nhả ra chiếc ghế Chủ tịch nước hay không làm câu chuyện chưa thể biết được. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm chính thức thành Tổng Bí thư, Lương Cường sẽ đối mặt với đại họa. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.